Chào cả nhà, hôm nay thứ sáu thì mình bắt đầu cái buổi chương trình chia sẻ về cảm nhận wellness hàng tuần tại chi nhánh Oriflame Hồ Chí Minh nhé. Mời cả nhà cùng tham gia cái buổi chia sẻ cùng với mọi người ở công ty Thu nhé. Rất là đông cả nhà ơi. Mời cả nhà cùng vô nghe nhé. Mình chuẩn bị bắt đầu cái chương trình chia sẻ wellness nhé. Đây là chị Thu Trần, là giám đốc chi nhánh Oriflame Hồ Chí Minh. Ai gần khách mời của mình đâu ạ? Nhường đường cho khách mời. Mở rộng lối cho khách mời. Đúng rồi, chữa đi. Đúng rồi, chữa đi. Đúng rồi, đây là khách mời nè. Hỏi chị đó tên gì vậy? Không, nữa sao chị? Từ từ, bình tĩnh. Đáp tên cho trước. Cả nhà ơi, độ nhắm của Thu ơi, mình chuẩn bị vô nghe chia sẻ nha. Có vẻ là hôm nay mọi người rất là háo hức chờ đợi chương trình này đúng không ạ? Đúng ạ. Chúng ta, cái chương trình của chúng ta trở thành là một thói quen không thể nào mà bỏ được đúng không ạ? Ngày nào mà thiếu thiếu, tuần nào mà thấy thiếu thiếu là chắc là không thấy tràn đầy năng lượng và cảm thấy không thấy vui, không thấy hào hứng đúng không ạ? Yeah. Nên là chắc chắn là chương trình này của chúng ta đã được lan rộng hơn và ngày càng mọi người ngày càng biết nhiều hơn đến cái sản phẩm của chúng ta. Cứ mỗi một camera địa phương như thế này thì lan truyền đến biết bao nhiêu nơi, cấp 64 tỉnh thành là nơi nào cũng thấy wellness rồi. Bạn có cố không các bạn? Mỗi một camera là kết bạn với 5.000 friend rồi, đúng không? Yeah. Nên là mỗi một bạn như thế là lan truyền rất là nhiều cái thông tin tuyệt vời về sản phẩm của chúng ta. Rồi mọi người, chúng ta đã sẵn sàng với chương trình nào ta cùng sách chưa? Sẵn sàng. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Ngày hôm nay thì chúng ta, chi nhánh Hồ Chí Minh của chúng ta lại tiếp tục. Chúng ta đến với chương trình Nào Ta Cùng Sách được tổ chức vào 10 giờ sáng. Mời cả nhà mình vào nghe cái buổi chia sẻ về cảm nhận sản phẩm Wellness by Oriflame nhé. Đây là một trong những hoạt động mà tạo được hiệu ứng rất là tuyệt vời. Bởi vì chúng ta giúp cho chúng ta có thể lan truyền được cái lối sống và cái sức khỏe của chúng ta. Ai đồng ý giúp Thu đó chính là ai đồng ý giúp Thu cái câu là đầu tư cho sức khỏe là điều cái mà đáng đầu tư nhất. Giơ tay ạ. Yeah. Chụp chim em tấm hình. Vui quá cả nhà ơi. Ê, em quay TikTok á. Rồi, cảm ơn các bạn nhờ cho luôn nhờ thêm clip nhìn quay giùm em này nha. Các bạn sẽ khi mà Thu hô lên wellness á thì các bạn sẽ có sách á, thì các bạn cầm cái laptop sách gần giơ lên ha. Một tay thì có thể cầm điện thoại đúng không? Một tay các bạn có thể cầm điện thoại và một tay cầm sách cơ được không? Mà các bạn hai cái đều lắc luôn. Lắc cái sách cơ thôi nha. Các bạn nào có sách cơ cầm sách cơ, có một wellness pack cầm wellness pack thì chúng ta sẽ cầm là lắc như vậy. Các bạn sẽ vô hô lên là yeah. Giống vậy á, được không ạ? Yeah, được không ạ? Mình làm đều tay cái tay mình quá em Hằng ơi. Nha. Yeah, nhớ không? Rồi, cho mọi người sẵn sàng. Tay không ấy vẫy được rồi. Yeah. Cái lần lại không em? Có đủ sung chưa? Chưa thấy năng lượng các bạn ơi. Em mạnh đó. Phải tràn đầy thêm tí nữa. Cái like clip này nó được tung lên cái 1 triệu view là 1, 2, 3. Yeah. Ok, cảm ơn các bạn công nhận tin
tinh thần từ sướng chào chị. Chúng ta lại quay về chương trình, bởi vì các bạn thấy đó, cái khi mà sử dụng Wellness mỗi ngày nó đem cho chúng ta một cái sức khỏe và một năng lượng tràn đầy như vậy đó. Vừa có thể có sức khỏe lại vừa có thể kiếm được thật là nhiều tiền, và đặc biệt hơn chúng ta đạt đến hướng tới cái sự tự do về tài chính, tự do về thời gian. Với công việc này đã giúp cho rất là nhiều những mẹ bỉm sữa vừa có thể ở nhà, vừa có thể lo tô chu toàn cho gia đình, chăm sóc con cái của mình, mà lại càng ngày trở lên càng xinh đẹp hơn, và ngày càng trở nên thành business woman, thành doanh nhân hết, đúng không ạ? Yeah. Chính vì lý do đó nên là chúng ta phải, nhiệm vụ của chúng ta là càng phải đầu tư để mà chúng ta có thể chia sẻ cái dòng sản phẩm này của chúng ta, chia sẻ cái cơ hội này cho thêm và nhiều người biết đến nữa, để mọi người ai cũng có thể xinh đẹp và có thu nhập thật là tuyệt vời giống như mình, có được không ạ? Được. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một cái vị khách mời. Bạn sẽ chia sẻ cho tất cả mọi người chúng ta một câu chuyện về chính bản thân bạn và những cái trải nghiệm của bạn với những người xung quanh. Và chắc chắn rằng là phần chia sẻ của bạn sẽ rất là truyền cảm hứng và sẽ đem chia sẻ cho các bạn những cái câu chuyện thật là hay, và để mà các bạn chúng ta có thể từ đó chúng ta có thể mạnh dạn hơn lan truyền cái dòng sản phẩm của chúng ta cho nhiều người biết hơn nữa. Và chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để chào đón khách mời đặc biệt. Hằng ơi, em chia sẻ cái đường link đường lăng livestream của chị về nhóm nhé. Hương. Yeah. Em xin chào tất cả anh chị em ở văn phòng ngày hôm nay. Em tự giới thiệu, em là Lục Hương, em sinh 1992. Wow. Và mình làm một cái style nha, khi mà chị bạn ấy nói là mình tên là Lục Hương thì mọi người sẽ làm gì ạ? Chào Hương. Sao biết hay vậy? Có lắc được nữa không? Chào mọi người, mình là Lục Hương. Cảm ơn tất cả mọi người ở đây. Hôm nay Hương được chị Thu mời đến để chia sẻ về câu chuyện Wellness. Thì như tất cả các anh chị ở đây chúng ta đều biết là chúng ta đầu tư cho sức khỏe là một đầu tư một cách rất là khôn ngoan, và cũng là đầu tư cho bản thân của chúng ta. Tại vì riêng đến với Wellness thì chúng ta không đầu tư cho bản thân chúng ta thì chúng ta sẽ không thể nào mà bán được. Tại vì đối với Wellness là chúng ta bán ở cái chất lượng, ở cái câu chuyện của chúng ta, câu chuyện thật. Thì hôm nay Hương sẽ chia sẻ với cả nhà mình ba câu chuyện. Đó là hai câu chuyện của mẹ ruột và mẹ chồng Hương, và một câu chuyện là của một người khác. Thì hôm nay Hương sẽ chia sẻ về câu chuyện về mẹ chồng của Hương chứ. Mẹ hiện tại là mẹ được 63 tuổi và mẹ bị cao huyết áp hôm nay đã là hơn 30 năm. Thì Hương đã về làm dâu cũng được vài năm, nhưng mà cái triệu chứng mà cao huyết áp thì Hương cũng biết á, là mẹ mỗi ngày mẹ sử dụng cái thuốc huyết áp mỗi ngày từ 1 tới 2 viên. Nhưng mà như anh chị em mình đây biết á, huyết áp á, là chúng ta có hết không ạ? Không. Đó, thì khi chúng ta sử dụng huyết áp, thuốc huyết áp thì nó cũng theo tâm trạng. Khi mà bị kích động bởi những tác động bên ngoài thì huyết áp nó vẫn lên. Thì vào năm 2016, Hương đã chứng kiến một trận gọi là xém mắt người thân. Nên Hương có một lời cảm ơn đối với Wellness ở Odilam. Hương kinh doanh nó và nhờ Hương biết ơn nó, Hương mới kinh doanh với dòng sản phẩm này. Thì Hương sẽ chia sẻ câu chuyện như thế này. Và mẹ Hương là người bị cao huyết áp hơn 30 năm. Cái ngày mà Hương kinh doanh với Ori á, thì Hương chỉ nghĩ á, là mình kinh doanh những dòng mỹ phẩm thôi. Và cái Wellness thì mình chỉ mua cho mẹ dùng á, không bỏ bề ngang thì bỏ bề dọc. Nói ngay là như vậy. Cái sau cái hiệu ứng ở công ty thì Hương được chị Phan Thủy chia sẻ ở về dòng sản phẩm về Wellness. Thì Hương bắt đầu, Hương có lòng tin và Hương bắt đầu đầu tư combo Wellness cho mẹ. Thì một khi sử dụng một bộ đầu tiên thì vấn đề nó cũng bình thường lắm cả nhà. Tại vì cả nhà biết cái huyết áp mà, thì khi mình sử dụng thì mẹ chỉ phản ứng á, là mẹ thấy mẹ khỏe hơn. Mà khi sử dụng cái omega 3 trong cái Wellness bắt của mình á, thì mẹ nói là mẹ giảm được cái triệu chứng mà chảy nước mắt xấu. Thì bắt đầu lòng tin mình lại được nhân đôi nữa. Thì bắt đầu Hương lại tìm hiểu về cái này. Thì Hương nói với mẹ là mẹ ơi, mẹ thử thời mẹ đừng uống thuốc huyết áp nữa. Đầu tiên mình giảm ra, nghĩa là ngày uống ngày không. Tại vì huyết áp mà ngưng cái mình sợ mà mẹ có gì lên thì mình sẽ hối hận. Cái Hương mới chia sẻ với mẹ gì mẹ sử dụng được một bộ đầu tiên. Cái Hương mới nói thôi bây giờ mẹ ngày mẹ thương con á, mẹ thử đi, mẹ ngày uống ngày không. Thì một tuần đầu tiên mẹ sử dụng như vậy thì mình thấy huyết áp mẹ rất là bình thường. Tại nhà mình có máy đo huyết áp cho mẹ. Thì tới cái tuần thứ hai bắt đầu là Hương lại giãn ra nữa, là cứ 2 ngày mới được uống một lần.
và cứ như vậy mình giảng ra. Sau khi mẹ sử dụng hai bộ thì bắt đầu tới cái bộ thứ ba là hôm không cho mẹ dùng thuốc huyết áp nữa, và cứ mỗi ngày mẹ dùng 2 ly sắt và 1 gói. Và cứ như vậy là huyết áp của mẹ lúc nào cũng cứ 11.8 tới 12. Là Hương rất là vui. Thật sự Hương cảm ơn cái dòng sản phẩm này đến với mẹ chồng Hương. Hồi xưa lúc mà hai vợ chồng Hương còn làm công nhân á, thì Hương cũng, Hương mới giết bò đây thôi. Đó, hồi đó thì Hương còn làm công nhân, mỗi lần mà muốn về quê á, là đi về quê mà 4-5 ngày là cứ sợ mẹ đây mà huyết áp mẹ lên thì như thế nào. Đó, nhưng mà bây giờ Hương cứ về quê 90 ngày vẫn không sao. Mẹ cứ mỗi ngày cứ tới giờ là điện nhắc mẹ uống Wellness, mỗi ngày 2 ly và 1 gói. Đó là câu chuyện thật của mẹ chồng Hương. Đó thì nếu mà bạn nào có theo dõi từng cá nhân của Hương, các bạn cứ lên đó và các bạn sẽ biết được câu chuyện của Hương đã chia sẻ cách đây vài tháng rồi. À, Hương chân thành cảm ơn cái dòng sản phẩm này. Và câu chuyện thứ hai Hương chia sẻ, không biết cả nhà mình tin hay không, tại do cơ địa của một người đó là chính là mẹ ruột của Hương. Mẹ ruột của Hương năm nay được vừa tròn 60. Thì do cái cơ địa của mẹ, chứ cái giờ riêng về này thì Hương cũng chưa có được hiểu ứng nhiều về cái này. Thì cái lần riêng mẹ Hương bị sỏi thận là 36 năm và mẹ Hương mới bị sỏi thận nước cách đây 2 năm nữa. Nhưng mà do cũng do là mình, Hương không nghĩ là mẹ sử dụng là sỏi thận nó hết đâu. Hương chỉ đơn giản là Hương nghĩ là tuổi già uống cho nó khỏe, sức khỏe để mẹ sống lâu với mình thôi. Tại vì mẹ chồng Hương đã sử dụng tốt cái Hương mua cho mẹ ruột, thì Hương chỉ cứ nghĩ là đơn giản là mẹ cứ uống đi, mẹ đừng có đau khớp đau này kia, là mẹ sống vui với tụi con là được. Thì khi mà mẹ dùng á, thì mẹ dùng được hết một bộ combo đầu tiên, thì bắt đầu mẹ đi cũng bình thường thôi, cũng chưa có gì gọi là hiệu ứng. Khi mẹ sử dụng cái bộ thứ hai thì bắt đầu có một ngày đó cái mẹ điện qua, mẹ nói sao hôm nay mẹ khó đi tiểu, nói thẳng là vậy luôn. Đó thì cái chị Thủy ơi, lên đi chị Thủy ơi. Không có biết, mẹ cứ uống nước nhiều vô. Thì các bạn biết vào 12 giờ khuya ngày hôm đó, mẹ Hương đi vệ sinh là mẹ Hương đi ra được một viên sỏi nha. Wow. Một viên sỏi, đó là sự thật. Rồi tới 8 giờ sáng của ngày liên tiếp ngày hôm sau đó, mẹ Hương lại tiếp tục gặp triệu chứng đó. Mẹ Hương lại uống thêm một ly nước, mẹ Hương lại đi thêm một viên nữa. Các bạn hãy vào tường cá nhân của coi của Hương biết, hai viên sỏi nhưng hai viên đu đủ. Đó là do cơ địa của mẹ Hương hợp với Hương, thì Hương chưa chứng nhận trên khách. Đó nói chung là người thân của Hương. Đó là mẹ Hương là bị sỏi thận khô là 36 năm và sỏi thận nước 2 năm. Và cách đây 3 tuần mẹ Hương đi siêu âm lại, triệu chứng đó đã hết. Wow. Quá là tuyệt vời cả nhà ơi. Wellness My Dream Dream. Lại là lần thứ hai Hương lại cảm ơn dòng sản phẩm này đối với sức khỏe của gia đình Hương. Và đây là như nhiều người nói, thì chúng ta chia sẻ câu chuyện của những người thân thì điều đó nó cũng bình thường. Đây là một cái triệu chứng của một người khách cũng 59 tuổi, là người khách nam. Hương tư vấn cái dòng Wellness Bắc. Thì khi Hương tư vấn cái dòng Wellness Bắc thì bác này bảo chơi giá cả cũng mắc. Ông ấy thôi đi, tao làm bảo vệ tháng tao không nhiều tiền đâu mà mày tư vấn. Cái Hương mới nói thì con nói bác nghe, khi bác lớn tuổi sức khỏe nó mới giá trị. Khi thật sự Hương nó có một cái câu châm ngôn, khi bạn bệnh tật bạn mới biết quý được cái giá trị của sức khỏe. Hãy bảo vệ sức khỏe khi còn có thể. Nói chung là Hương thì hay đi tư vấn, Hương nó có một câu nè, hãy chăm sóc sức khỏe chủ động chứ đừng để rơi vào thế bị động. Bị động như các bạn đã biết, khi chúng ta vào bệnh viện thì người quyền lợi nhất là bác sĩ, thì bác sĩ nói sao chúng ta sẽ làm như vậy. Đó là chúng ta rơi vào trạng thái bị động, còn hãy chăm sóc sức khỏe chủ động, chúng ta sẽ giảm được những cái bệnh mãn tính về sau. Tại vì thật chất Hương đã nghiên cứu về, nói chung là Hương thu thập tài liệu từ Wellness Bắc rất là tốt với sức khỏe của con người chúng ta. Thì Hương mới tư vấn bác vậy, Hương nói bây giờ bác sử dụng đi, còn cam kết ông 4 hộp là 3 tháng đó mình, tại vì mua 3 hộp tặng hộp, 4 hộp là 3 tháng, ông hết còn trả tiền cho. Ê, mày nói này tốt nè, thôi tháng nào mày cũng đặt tao một hộp đi. Thế hỏi sao ông bị gì ông hết, nói con nghe. Cao mới nói hồi trước khi tao dụng này tao ăn cơm tao hay bị chuột rút, các bạn biết bị chuột rút của tuổi già mà, thì chuột rút giống như ăn cơm của ta dính lại vậy nè, là phải nhờ người nhà kéo ra nha. Đang ngồi ăn cơm mà cầm cái chén cơm á là không thể nào cử động được. Thì những người ai có bị tuổi già thì chúng ta sẽ biết đó. Thì cái ổng mới nói là ê tao uống này tao hết nào tao không hay, con tao nói tao mới biết. Đó là sự chia sẻ của một người khách mà Hương đã sử dụng Wellness Bắc 4 hộp giảm được triệu chứng mà chuột rút với tê tay chân. Đó, thì đây là cái lòng tin mà Hương tuyệt đối tin vào dòng sản phẩm Wellness của Wellness, và Hương cũng cam kết và hứa với bản thân mình luôn, cũng hứa với công ty Hương sẽ trung thành với dòng Wellness chứ Hương không có kinh doanh mỹ phẩm. Wow. Rồi Hương cảm ơn cả nhà lắng nghe. Không được nha, phải xài kem đánh răng vào đầu. Dạ có anh, cái này là hàng tiêu dùng ở nhà em là 95 phần
đó là bí mật. Em không có kinh doanh, em dài thôi. Em biết dài thôi. Hương nói với cả nhà là hầu như 95% hàng tiêu dùng ở nhà là Hương đều dùng sản phẩm của Orion từ ngày Hương kinh doanh. Chỉ có trừ nước rửa chén là chưa mua thôi. Lấy nước rửa tay luôn. Lấy nước rửa tay, làm nước rửa chén luôn. An toàn mà. Chàng bắt tay lực lớn cho chị đúng không? Những chia sẻ rất là chân thật từ chị Lục Hương về chính bản thân. Rất là tuyệt vời về sản phẩm Wellness Bio Replay mang lại sức khỏe cho những người thân và những người khách mà bạn đã tư vấn. Đây là những câu chuyện hoàn toàn có thực và rất nhiều người đang sử dụng cái dòng sản phẩm Wellness Bio Replay đã hỗ trợ cho cái sức khỏe cho mọi người. Cả nhà hãy tìm hiểu và cho bản thân mình cơ hội để trải nghiệm dòng sản phẩm tuyệt vời này nhé. Vào xem trên Facebook Lục Hương. Và trên đây thì các bạn có thể thấy được một điều rằng là tôi nhắc lại mạnh lại một lần nữa, đầu tư cho sức khỏe là cái đầu tư khôn ngoan và xứng đáng nhất, đúng không? Trong các yếu tố sau, nếu như mà phải chọn một yếu tố quan trọng nhất thì các bạn sẽ chọn yếu tố nào? Về sự nghiệp, về tiền tài, về hạnh phúc, về sức khỏe. Về yếu tố nào các bạn sẽ chọn ạ? Sức khỏe. Đúng ạ, đó chính là sức khỏe. Bởi vì sao ạ? Nếu mà chúng ta có sức khỏe là có tất cả. Chúng ta có tất cả điều ước. Mà nếu mà chúng ta không có sức khỏe thì chúng ta chỉ có một điều ước duy nhất, đó chính là sức khỏe. Sức khỏe. Cái người nào mà phải nằm bệnh viện á, đó đúng không? Người nào nằm bệnh viện á thì người đó sẽ cảm nhận được rõ nhất cái điều quan trọng nhất về cái sức khỏe đến với cái người đó như thế nào. Nói là có yêu tiền là quan trọng nhất đúng không? Nằm trên giường bệnh mà giống như là bị một cái căn bệnh rất là nặng đúng không? Thì có đưa chuyển khoản vô cả triệu đô chắc quán cũng đâu có làm gì được đúng không ạ? Bởi vì không đi tiêu được. À, có những căn bệnh mà bác sĩ cũng bó tay em ơi. Đúng rồi. Sao giờ đó? Bó tay. Nó bảo ơi nhanh ung thư nhà gối rồi chẳng hạn. Sao bây giờ đúng không? Đây là nếu mà không có sức khỏe thì không thể làm được gì cả, chả có ước mơ. Nó nói là người yêu đúng không? Người yêu có lung lay dậy dậy anh ơi em ơi em mệt quá rồi. Anh cũng không dậy nổi nữa rồi em. Đúng không? Cái quan trọng nhất là phải có sức khỏe. Có sức khỏe rồi bạn mới có thể làm điều mọi điều, bạn mới có ước mơ rồi bạn có, nếu mà có ước mơ thì bạn mới bắt đầu khát khao để bạn chinh phục tất cả những cái mục tiêu của mình. Bạn có thể biến những cái điều mà mình ước mơ khát khao để trở thành sự thật, đúng không ạ? Và những ai mà chúng ta chưa mua sản phẩm Wellness cho người thân của mình để sử dụng giống như chị Lục Hương ngày hôm nay thì chúng ta hãy nhanh chóng mua về. Là chúng ta hãy nhanh chóng mua về và sử dụng và mua về cho những người thân của chúng ta sử dụng để làm gì ạ? Tại vì cái quan trọng nhất là chủ động chăm sóc sức khỏe nha cả nhà ơi. Cái việc mà chủ động trong cái việc chăm sóc sức khỏe của những người thân của chúng ta. Ví dụ như là khi mình bị bệnh rồi thì vào bệnh viện khám mỗi lần bác sĩ kê toa cho một vốc thuốc rồi bác sĩ muốn đưa có bất cứ bao nhiêu tiền thì phải đưa đúng không ạ? Đúng còn rồi. Lần này chúng ta chỉ chi ra mỗi ngày 23.000 đồng thêm check và park vân vân thì khoảng 50.000 đồng mỗi ngày 23.000 đồng cho tới 50.000 đồng để chủ động chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình thì đây là cái sự đầu tư khôn ngoan và thông minh nhất. Thay vì là chúng ta đến lúc mà chúng ta nằm ở trên giường bệnh rồi thì chúng ta mới quý trọng cái sức khỏe thì lúc đấy cũng khó mà mang lại được cho cái sức khỏe tốt cho chúng ta nữa. Cho nên cả nhà mình hãy cố gắng nhá. Cái thời đại bây giờ là mình hãy chủ động đi chăm sóc sức khỏe của mình chứ không phải là mình bị động, mình bị bệnh rồi mình mới tới bệnh viện hoặc là tới gặp bác sĩ nhá. Thì lúc đó sẽ không mang lại những cái giá trị khác cho chúng ta. Có sức khỏe thì chúng ta mới có được những cái ước mơ và chúng ta sẽ làm được những nhiều điều lớn lao hơn nữa. Vẫn chia sẻ cho đội nhóm nhưng mà sáng 5 giờ sáng, 6 giờ sáng vẫn có thể thức dậy và đến bây giờ khi mà lên làm việc vẫn tràn đầy năng lượng, tràn đầy tinh thần. Các bạn có thể cho anh Hải chị Hiền hay là bạn Trần Hiền những lít tóc lít đầu chúng ta một tràn pháo tay được không ạ? Và các bạn biết bí quyết của họ là gì không ạ? Wellness. Chỉ có Wellness thôi, nhà Wellness chúng ta mới có một cái sức khỏe dẻo dai và một tinh thần phấn chấn để chúng ta có thể chinh phục những cái chức danh cao hơn, những đỉnh cao hơn của bản kế hoạch thành công Oriflame. Vậy thì bây giờ chúng ta làm gì ạ? Try. Nào ta cùng try. Bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng lấy dòng chị. Sử dụng thức uống của chúng ta lưu ý nha các bạn. Đây một cái đây là một cái ly chuẩn. Một khẩu phần uống của chúng ta là 150ml các bạn nhớ nha. Bạn nào mà có đem bình 5 lít ra cũng chỉ được 150ml thôi nha. Chúng ta có rất là đông người nên chúng ta sẽ chia sẻ cho mọi người cùng có thể trải nghiệm sản phẩm các bạn nha. Cảm ơn các bạn. Yeah.
mời cả nhà cùng dùng wellness stretch berry flame nha. Đây cả nhà ơi, đây là cái máy rất là thơm ngon. Ôi trời trời, cái này là sô cô la hả? Mùi rớt rớt. Rồi được rồi, được rồi, được rồi. Ủa lỗi kỹ thuật rồi. Cái này bạn bạn nào mà sử dụng bình thì chị Pháo ăn kia hứng nhận luôn nha. Cái này hứng bằng cái sách này. Rồi chào anh Trần nha. Cả nhà ơi, mời cả nhà cùng uống Wellness Shake Berry Flame nha. Công ty rất là đông vui. Chào Bích Ngọc nè, bé Trần nè, Diễm Kiều, Kim Đạt, Quỳ Dương, Thơm Lê. Cả nhà thấy trên công ty có đẹp không ạ? Tất cả mọi người đang hòa chung với cái buổi chia sẻ cảm nhận về dòng sản phẩm Wellness Berry Flame và mình cùng được dùng Wellness miễn phí tại công ty đây. Hãy chủ động chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình và bản thân mình cả nhà nhé. Đây là hai bạn Nguyễn Hoàng Điệp Như và Mèo Con nè. Hai bạn này đã rất thành công tại Oriflame. Các bạn đã có nhà, có xe hơi miễn phí và ở cái tuổi còn rất là trẻ. Các bạn mới sinh năm chín mấy thôi nhưng mà đã có rất nhiều cái giá trị tuyệt vời tại Oriflame. Có nhà tại Lexington, quận 2, Hồ Chí Minh, rồi có xe hơi. Và rất nhiều các anh chị em khác cũng đang đạt được những cái giá trị, những cái tưởng thưởng tuyệt vời tại Oriflame. Cho nên là cả nhà mình hãy cho bản thân mình cơ hội để cùng tìm hiểu và cùng cộng tác với Oriflame cả nhà nhé. Tại vì vô đây mình không cần bỏ vốn, mình không rủi ro mà cái thời gian làm việc thì cũng rất là tiện lợi ha. Mình tranh thủ rảnh lúc nào là mình có thể có cái điện thoại kết nối internet là chúng ta có thể làm việc được rồi. Rất là tiện lợi. Và vô đây thì mình sẽ được hướng dẫn chi tiết cái công việc, giúp cho ai mình cũng có thể làm tốt ở trong công việc này để đạt được nhiều những cái thành công theo cái bảng kế hoạch thành công ở cái góc đằng trước nha. Đây là một cái kế hoạch thành công rất là chi tiết cho tất cả mọi người, ai cũng có thể cố gắng và chinh phục được nhé. Rồi, xin chào cả nhà nha. Thu uống wellness và bắt đầu trở lại với công việc của mình.